Chào các bạn, tôi tên là Trần Vĩnh Hưng. Năm nay là năm 2020, mùa COVID, mùa kỳ lạ. Xin mời các bạn tiếp tục với hành trình của tôi với series đầu tiên này, đó là trò chuyện với các nhà toán học mà tôi quen. Hôm nay trò chuyện với tôi là giáo sư Phan Thành Nam. Thì Nam hiện nay đang làm giáo sư tại trường đại học LMU Munich ở Đức, nói tiếng Anh là W2 Professor Ludwig Maximilian University of Munich. Nam quê ở Phú Yên và Nam vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh học tại lớp cử nhân tài năng toán tin từ năm 2003 đến 2007. Tiếp đến thì Nam làm tiến sĩ tại trường Đại học Copenhagen từ năm 2008 đến 2011 với giáo sư Jan Philip Solovey. Sau đó thì Nam có làm postdoc ở Pháp và Áo từ 2011 đến 2016. Trong năm học 2016-2017 thì Nam có làm giáo sư tại trường Đại học Masaryk, Cộng hòa Séc trước khi chuyển đến LMU Munich làm giáo sư vào mùa hè năm 2017. Thì Nam đã có những giải thưởng rất nổi bật, ví dụ như là giải thưởng nhà khoa học trẻ về vật lý toán năm 2018 và giải thưởng của Hội Toán học Châu Âu vào năm 2020. Chào Nam, Nam có thể giới thiệu thêm về bản thân của Nam và cuộc sống ở Phú Yên hồi xưa được không Nam? Dạ, chào anh Hân. Em rất là vinh dự được anh mời phỏng vấn hôm nay. Thì em sinh ra và lớn lên ở thị xã Tuy Hòa, ở tỉnh Phú Yên. Thì lúc nhỏ em phải sống ở Nha Trang trong khoảng 4 năm, lúc mà còn tỉnh Phú Khánh. Nhưng mà từ năm 89, lúc mà chia tỉnh thì em về Tuy Hòa. Thì thật ra Phú Yên không quá nổi tiếng bằng hai tỉnh bên cạnh là Khánh Hòa và Bình Định. Nhưng mà gần đây thì được biết tới nhiều hơn sau cái bộ phim là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Ở Phú Yên thì thiên nhiên nó còn rất là hoang sơ và con người thì mộc mạc, thường gọi là dân xứ nẩu, hay mà nói văn vĩ hơn như thơ của Trần Mạnh Ninh thì ơi cái giá Tuy Hòa, cái giá chuyên cần và phóng túng. Thì em nghĩ thật ra cái tính chuyên cần và phóng túng như khi cộng hợp với văn hóa của mình thì nói nôm na là phải ly đòn và liều mạng. Thì chẳng ở Phú Yên thì rất là thích bánh tráng, mỗi lần đi học ở Sài Gòn thì thường mang theo 100 bánh tráng, mà mấy chú lấy tàu đều hỏi là mày phải dân Phú Yên không? Thì đối với em, cuộc sống ở Phú Yên hồi xưa gắn liền với tuổi thơ và các lớp học từ lớp 1 cho tới lớp 12. Cái lịch làm việc thường rất là đơn giản. Em dậy sớm khoảng 4-5 giờ sáng, chạy ra biển chơi, rồi đá banh với các bạn. Sau đó tắm biển, rồi về nhà ăn sáng, rồi đi học. Thường là học một buổi, rồi chơi một buổi. Tối thì ngủ sớm, thường là sau chương trình những bài khoa nhỏ là lên đem 1-2 bài tập rồi đi ngủ luôn. Tới cấp 3 thì em vào trường chuyên Lương Văn Chánh, học ở chuyên toán. Thì lúc đó cái việc học cũng không phép lọc gì mấy. Phần lớn là tụi em chỉ học kiến thức sách giáo khoa từ các bài giảng của thầy cô anh trường. Thì em nhớ là khoảng đầu năm lớp 10 thì một ngày có một bạn trong lớp hỏi em một cái bài toán rất là khó mà em suy nghĩ cả ngày không ra. Sau đó thì bạn này mới kể là bạn lấy từ cái tạp chí Toán học về tuổi trẻ. Thì đây là một tạp chí rất nổi tiếng, nhưng mà đã là lần đầu tiên em biết tới tên tạp chí. Thì sau đó tụi em thường ngồi cùng nhau giải các bài trên tạp chí này. Lúc đó tụi em rất là mê, cho nên thậm chí là không có đặt báo qua bưu điện, mà cầm những ngày rẻ báo thì sẽ lạng liên tục ở các nhà sách để hy vọng có được báo sớm hơn khoảng một vài tiếng. Thì lúc mà lớp 10 thì tụi em cũng không giải được nhiều, thường là chỉ được một hai bài bởi vì thiếu kiến thức. Thì sau đó tụi em tự mua thêm sách giáo khoa lớp 11, 12 để học trước một số thứ như là đạo hàm tích phân, và dần dần thì giải được nhiều hơn. Thỉnh thoảng tụi em cũng có được đăng tên hay là giải trên báo thì cảm thấy rất là sướng. Thì có thể đây là một trong những cái động lực lớn đầu tiên để em tiếp tục học toán sau này. Thì trong thời gian em học ở Phú Yên thì cái tài liệu rất là ít ỏi, và tạp chí Toán học Tuổi Trẻ là một trong những cái cầu nối để nhìn ra thế giới. Sau này tới năm lớp 12 thì em biết thêm về mạng Internet và bắt đầu biết tự lên mạng để tìm thêm một số tài liệu mới, chẳng hạn như là IMO Shortlist, và sau đó thì về nhà say mê ngồi luyện. Nhưng mà điều cũng vui là năm lớp 11, lúc mà em biết rất là ít thì thi học sinh giỏi quốc gia đầu giải nhì, trong khi lớp 12 lúc mà biết đủ thứ nhiều hơn thì chỉ thi được giải trung cấp thôi. Thì nói chung là thi học sinh giỏi thì cũng là một cái niềm vui. Thế như bạn em kể lúc nãy giờ là bạn Phùng Trọng Thật, sau này bạn cũng mới tốt nghiệp xong tiến sĩ ở Úc và đang làm giảng viên học bách khoa ở Sài Gòn. Cảm ơn em. Câu chuyện rất là thú vị mà anh cũng mới biết lần đầu về em. Thế thì cho anh hỏi tiếp là quá trình học đại học
nó có quyết định thế nào đến việc em làm nghiên cứu sau này, và bạn bè em trong lớp có những ảnh hưởng gì đến em không, và lớp em hiện nay còn nhiều người làm nghiên cứu về toán không? Trước hết về cái trường học đại học và nghiên cứu á, thì thực ra lúc mà trước khi vào đại học thì em cũng không hình dung được là mọi chuyện nó sẽ như thế nào. Lúc đó là em được chuyển thẳng vào đại học và có nhiều cái lựa chọn thời thượng hơn, thời thượng hơn như là đại học y dược hoặc là công nghệ thông tin. Nhưng mà lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là mình thích học toán, và em biết một số đàn anh đi trước chẳng như anh Lê Quang Nẫm và cũng là tìm tòi đại học toán, hoặc là anh Trần Tuấn Anh và báo học từ trẻ, những anh này thì đang học ở học tự nhiên, cho nên em cứ lưu mạng chọn thử thôi. Thì sau này lúc mà vào học á, thì may mắn được học vào lớp cử nhân tài năng và học với những giáo sư rất giỏi như là thầy Dương Minh Đức, thầy Đặng Đức Trọng. Và ngay từ những học kỳ đầu tiên á, là các thầy đã định hướng cho tụi em là phải học toán ở mức căn cơ, tức là phải bỏ hết các mẹo mực mà thi học sinh giỏi để rèn luyện cơ bản cho thật vững. Tức là mình nói theo kiểu kiếm hiệp á, là phải phế hết các chiêu thức tào lao để luyện nội công. Thì còn về mặt nghiên cứu về đi du học sau này thì em nhớ là ngày nào thầy Dương Minh Đức lên cũng nhòi cho các em là tụi em phải đi du học hết. Thì cái đó cũng là một động lực rất là lớn. Thì tất nhiên là lúc mà học đại học Việt Nam thì thẳng thắn mà nói thì mình luôn luôn bị thiếu hụt một số kiến thức so với học sinh giỏi, so với các sinh viên giỏi ở thế giới. Thì có hai lý do. Thứ nhất là mình bị thiếu một số giáo sư và một số ngành quan trọng. Và thứ hai là cái thời lượng học toán nó cũng không nhiều. Thật ra mặc dù chương trình học 4 năm nhưng mà có rất nhiều môn bắt buộc ngoài toán. Thành ra cái chương trình học nó bị thiếu là một điều đáng tiếc. Nhưng mà mặt khác á, thì em cố gắng bù lại cái cách cái việc thiếu đó bằng cách là tự học. Chẳng như em vào website một số trường lớn xem các đề thi qualifying exam khóa và mình giải thử. Và cái quan trọng là mình thấy được là mình thiếu cái gì, sau đó mình tự học. Thì em nghĩ cái đó cũng là một cái cách học hay. Và sau này lúc mà ra nước ngoài thì em cảm thấy cái background mình là không có quá thua kém so với các sinh viên giỏi trên thế giới. Thì về nghiên cứu thì em thấy một cái điều rất là đặc biệt ở lớp cử nhân tài năng là các sinh viên được tiếp xúc với nghiên cứu khoa học thực sự từ rất sớm, đại khái là khoảng 2 năm cuối mức đại học. Em nghĩ cái điều này rất là quan trọng. Thứ nhất là mình có thể hình dung được cái việc nghiên cứu nó như thế nào. Thứ hai là khi mà mình xin học bổng ra nước ngoài thì mình cũng có một cái cơ sở đó để họ tin tưởng vào mình. Bởi vì thẳng thắn mà nói, ít nhất là với cái lứa của em thì nhiều trường lớn ở nước ngoài hoàn toàn là không biết mình là ai. Và nếu mình có một vài chữ quẻ đó thì sẽ có cơ sở hơn để họ tin mình. Thì lúc đấy em làm luận văn đại học với thầy Đặng Đức Trọng, thầy kêu là về suy nghĩ về một bài toán ngược trong vật lý, gọi là xác định lực thể tích của các hệ đàn hồi. Cái ý tưởng thì cũng tương đối đơn giản, tức là mình sẽ dùng biến đổi Fourier, mình viết nghiệm dưới dạng Fourier. Nhưng mà sau đó mình chỉ sử dụng những cái hệ số Fourier ở bậc thấp để xây dựng lại nghiệm, để tránh cái nhiễu khi mà mình tính Fourier bậc cao. Nhưng mà cái bài toán nó cũng rất là thú vị ở chỗ là mình phải kết hợp cả giải tích thật và giải tích phức. Thì cuối năm đại học thì em viết được một cái bài báo chung với giáo sư Đặng Đức Trọng, giáo sư Alan Phạm Ngọc Định ở Pháp và anh Trương Trung Tuyến hiện nay là giáo sư đại học Oslo ở Na Uy. Thì đây cũng là một cái cơ duyên giúp em sau đó viết tiếp luận văn thạc sĩ với thầy Alan Phạm Ngọc Định và có một cái cơ sở để xin học bổng tiến sĩ sau này. Còn về bạn bè thì em nhớ là các bạn trong lớp cử nhân tài năng toàn là bạn rất là giỏi, và việc học chung với nhiều bạn giỏi là một yếu tố rất quan trọng, bởi vì thường là tụi em sẽ học nhóm với nhau. Và lúc đó là thầy Đức khuyến khích việc học nhóm bằng những cái luật rất là sắc đá, chẳng hạn như là trong mỗi tiết bài tập là các bạn sẽ giải bài theo nhóm, và nếu nhóm nào mà phát hiện ra lỗi sai của nhóm còn lại thì sẽ được cộng điểm và nhóm còn lại sẽ bị trừ điểm. Thì nghe thì có vẻ hơi bạo lực, nhưng mà thật ra là nó tạo yếu tố cạnh tranh rất là thú vị. Thì lớp cử nhân tài năng của em lúc mà tốt nghiệp thì rơi rộng nhiều thì còn khoảng 15 người, trong đó có một số bạn vẫn đang làm toán chuyên nghiệp. Chẳng hạn như bạn Trần Minh Bình hiện tại đang là giáo sư ở trường SMU ở Texas, và một số bạn khác cũng đã tốt nghiệp PhD toán ở Mỹ và châu Âu, chẳng hạn như bạn Trần Bảo Huy, Mạch Ngược Minh, Lê Phương, Trần Thị Bích Thủy.
Còn một điểm thú vị là cái rất nhiều bạn không có theo toán chuyên nghiệp sau này nhưng mà rất thành công trong những lĩnh vực khác, chẳng như bạn Nguyễn Phương Nam sau này là giáo sư học máy tính ở Mỹ, và nhiều bạn chuyển qua làm định phí bảo hiểm là actuarial như là bạn Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Lâm Hân, Hoàng Nhật Quang, Nguyễn Duy Thành. Và nói tóm lại là có khoảng 1/4 các bạn là làm giảng viên đại học, 1/4 làm về tin học, 1/4 làm về bảo hiểm và 1/4 làm về các khác, nhưng mà hầu như tất cả đều dùng toán trong cái công việc hiện tại của mình. Rất thú vị, cảm ơn em. Vậy là cho anh hỏi tiếp là câu này thì dĩ nhiên nó hơi cá nhân một chút nhưng mà nó khá là quan trọng, là tại sao em lại chọn làm toán chuyên nghiệp theo hướng giải tích và vật lý toán? Trước hết là về cái hướng giải tích á, thì nó còn khá tự nhiên, bởi vì lúc mà em học học tự nhiên thì em chủ yếu là học theo ngành giải tích với hai giáo sư Dương Minh Đức và Đặng Đức Trọng. Còn về cái việc mà lái một tí qua bên vật lý á, thì nó cũng hơi có một cái cơ duyên. Thật ra lúc đó thì em cũng không có xác định được là mình sẽ làm cái gì lúc mà làm tiến sĩ. Thì lúc đó em nhớ là cả học được một cái topic tên là học bổng tiến sĩ tiền nhiều tiêu không hết, trên diễn đàn toán học của anh Lê Thầy Hoàng. Lúc đó em tò mò vào coi thì em thấy là đó là học bổng từ trường Copenhagen ở Đan Mạch. Thì sau đây em mới vào khoa toán và xem thử các giáo sư ở đây như thế nào. Thì phần lớn là mình không hiểu mấy những thứ họ làm, nhưng mà em có chú ý tới giáo sư Jean-Philippe Solovay, bởi vì ông làm về khoa học lượng tử là một thứ rất là khó, nhưng mà ông lại mô tả các bài toán rất là dễ hiểu. Và hơn nữa em coi vào CV thì thấy ông là học trò của Edward Leap, mà lúc ở Sài Gòn thì em có đọc được cái cuốn sách Analysis của Leap và Loss, thì em thấy cũng có một mối liên hệ nào đó. Và sau đó em mới lưu mạng viết email trả thay hỏi là em rất là thích cái lĩnh vực này nhưng mà em không hề biết gì về vật lý, em chỉ biết một ít về toán giải tích thì có thể theo học được hay không. Thì thầy trả lời là ok, nếu mà mày biết toán mà nó đủ mạnh thì có thể theo học. Thì lúc đó em cũng không hình dung được là strong là sẽ mạnh như thế nào, nhưng mà em thấy ông trả lời nice thì mình cứ nạp đại thôi. Thì lúc mà phỏng vấn á thì em chuẩn bị rất là kỹ về các kết quả nghiên cứu em làm được trước đó với các thầy ở Việt Nam và trình bày rất là say mê. Nhưng mà sau này lúc mà em tốt nghiệp tiến sĩ rồi thì giáo sư mới trả lại là thật ra lúc đó mày nói tao cũng không hiểu bao nhiêu, nhưng mà tao thấy mày rất thích toán cho nên cũng tao nhận. Thì bây giờ khi mà nhìn lại á, thì em thấy là cái quyết định chọn cái hướng toán lý và tới Copenhagen á, thật sự là nó khá là liều lĩnh, bởi vì lúc đó em hoàn toàn không biết gì về vật lý, và chưa kể là vật lý lượng tử là một cái ngành rất là khó hiểu. Và lúc đó em cũng có một số offer khác nó gần với hướng giải tích và phương trình đại học riêng hơn, nhưng mà cũng là một cái cơ duyên là lúc đó em mới đọc một cuốn sách tên là Lưới Trời Ai Giật của Nguyễn Tường Bách. Cái cuốn này nó trình bày cao lượng tử cho phổ thông đại chúng, nhưng mà cách nhìn rất là thú vị, và đặc biệt là kết nối các hệ quả triết học của cao lượng tử với cách nhìn gọi là duy thức học ở trong Phật giáo. Ở đây em nói sơ sơ, tức là đại khái trong học lượng tử á, thì chúng ta không biết được một cái hẻo được tích nó sẽ sống ở đâu. Chỉ khi mình đo đạc trực tiếp hàm sống thì hàm sống mới sụp đổ và cho mình một cái giá trị cụ thể. Thì tức là theo một nghĩa đó là có rất là nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng mà chỉ khi mình quan sát á, thì một khả năng thực tế mới rơi xuống cái không gian vật lý mà mình đang sống. Thì tương tự trong cái môn duy thức học trong Phật giáo á, thì khi mình sống, mỗi hành động, tình cảm của mình đều sẽ được lưu lại như là gọi là một cái chủng tử trong cái tàng thức của mình, và nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Và mỗi khi có một cái nghiệp lực đủ mạnh á, thì cái chủng tử đó nó sẽ được nhảy ra và trình diện trong cái cuộc sống vật lý thực tại của mình. Thì thẳng thắn mà nói thì lúc đó em cũng hiểu rất là mơ hồ cả hai thứ, cả vật lý và cả Phật giáo, nhưng mà em cảm thấy nó rất là thú vị. Và rất là tình cờ thì mình đang có một cái offer làm về PhD và thứ này, thì em cảm thấy đây là một cái cơ hội rất là lớn. Và thậm chí sau này nếu mà nó khó quá mình không tiếp tục nghiên cứu nổi thì ít ra mình cũng học được cái gì đó trong 3 năm làm PhD. Thì cuối cùng là em chọn cái hướng này. Hơn nữa lúc đó em cũng biết được là Copenhagen, mặc dù em chưa tới bao giờ, nhưng mà nó nổi tiếng bởi vì nó là hương của Niels Bohr, ông này cha đẻ của khoa học lượng tử. Và
Trước đó thì em cũng biết thêm về toán, thì ông nay có một cái ông một người em trai tên là Harold Bohr. Ông là một nhà toán học cũng có tiếng, và đặc biệt hơn ông từng là thủ môn chính thức của đội tuyển Đan Mạch. Thì lúc mà ông bảo vệ tiến sĩ ở Copenhagen thì cái lượng fan hâm mộ bóng đá tới coi là còn đông hơn nhà toán học nữa. Thì ngoài ra Copenhagen còn nổi tiếng với nhà văn Andersen. Ông viết rất nhiều trường cổ tích như là Cổ Vệ Băng Diêm hay là Bài Chim Thiên Nga, và lúc nhỏ em rất là thích. Cho nên lúc đó em cảm thấy là Đan Mạch là một đất nước nó vừa kỳ bí mà vừa thú vị, cho nên cứ lưu màn đi thử. Thật ra cũng có một yếu tố khác, tức là cũng không đến mức lưu màn lắm, bởi vì học bổng ở đó cũng rất là tốt. Lúc nãy em gọi là tiền nhiều tiêu không hết mà, cho nên đó là quyết định của em. Thì sau này lúc mà em học vào PhD á, thì em mới nhận ra đây là một hướng cực kỳ thích hợp với mình. Bởi vì cái cơ học lượng tử thì phức tạp, nhưng mà cái nền tảng toán học á, thì hoàn toàn là giải tích hàm và lý thuyết phổ, và sử dụng rất nhiều đánh giá phân tích. Đây là những thứ mà em đã biết trước phần nào lúc ở Việt Nam. Cho nên lúc đó em rất là mừng mình hiểu thêm được rất nhiều thứ mình học trước đây, hóa ra là có motivation và được phát triển từ cơ học lượng tử. Chẳng như Bohr Sobolev dùng rất nhiều trong phương trình đạo riêng, thật ra có thể hiểu là một cái dạng nguyên lý bất định trong cơ học lượng tử. Cực kỳ thú vị, cảm ơn em. Tức là một số cái câu chuyện em kể thì anh cũng có nghe từ em, nhưng mà có những thứ khác thì anh cũng mới nghe lần đầu. Mà đúng là cái liên hệ giữa cơ học lượng tử, giữa nguyên lý bất định và Phật giáo như em nói, anh cũng có cảm nhận phần nào đấy. Tất nhiên là anh không phải là chuyên gia trong ngành vật lý toán. Cho anh hỏi tiếp là, dĩ nhiên trên con đường làm toán của em có rất 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 nhiều những cái thăng trầm, có những khoảnh khắc lóe sáng, tại vì như giới thiệu là em đã có rất nhiều những cái giải thưởng và cũng có những giây phút mà em muốn quên đi, thì em có thể chia sẻ cho mọi người một hai câu chuyện nho nhỏ nào đấy về những cái khoảnh khắc đáng nhớ được không? Thật ra người làm toán thì 99% là bấy rồi. Chỉ có một số thời gian hiếm hoi thì mới nghĩ được cái gì đó nên thú vị. Thì tất nhiên là em cũng có nhiều cái khoảng cách như vậy. Thì em muốn chia sẻ cả hai chuyện mà nó liên quan tới hai kết quả của em làm được. Thì thứ nhất là về câu chuyện lúc mà em làm PhD ở Copenhagen. Thì giáo sư của em đề nghị là nghiên cứu về Bogolubov Theory. Đây là một cái lý thuyết rất là rộng và nó thống nhất được hiện tượng siêu dẫn trong khí fermions và hiện tượng siêu lỏng trong khí bosons. Sau một năm rưỡi thì em hiểu được lý thuyết đó, nhưng mà vẫn chưa đạt được bất cứ quả nào mới hết. Thì đó cũng là một cái thời điểm tương đối là khó khăn, bởi vì để đạt được một cái quả mới trong một cái lĩnh vực mà sâu như vậy là cần một cái bước đột phá rõ. Thì có một ngày giáo sư hỏi em là tối nay có Elliot tới ăn tối, em có muốn đi chung hay không. Thì lúc đó em hỏi Elliot là ai. Thật ra Elliot là Elliot Leaf, thì em biết tên ổng là Leaf thôi. Thì lúc đó giáo sư tưởng em không biết nhân vật đó, cho nên mới giải thích là Elliot là người chứng minh cái bài toán ionization, là nếu mà một cái nguyên tử có điểm kết hạt nhân là G thì chỉ có tối đa là N nhỏ hơn 2G cộng 1 electrons. Thì em cảm thấy cái cách định nghĩa Elliot Leaf như vậy rất là thú vị. Cho nên sau cái bữa ăn tối thì em mới về tìm đọc lại cái bài của Elliot Leaf. Thì đó là một cái bài báo cũng khá lâu, năm 1984 trên tạp chí Physical Review Letter. Thì chứng minh rất là ngắn gọn, khoảng nửa trang thôi. Và ông đã ghi rõ là cái chứng minh này là có thể offer trong bất cứ cái course nào về quantum mechanics. Tức là rất đơn giản, sinh viên có thể hiểu được. Và sau đó một thời gian thì em suy nghĩ và em có thể làm mạnh hơn cái kết quả đó. Tức là kết quả LIF là chứng minh được là N nhỏ hơn 2G plus 1. Em chứng minh được là N nhỏ hơn 1.2G cộng với một số error, tức là giảm từ 2 xuống còn 1.2. Thì đây là cái quả quan trọng đầu tiên của em trong cái lĩnh vực này, và cũng là cái quả chính trong cái luận văn PhD của em. Thì tới từ một cái cơ duyên rất là ngẫu nhiên, và không phải từ cái bài toán mà giáo sư đề xuất lúc ban đầu. Thì
cái bài toán ionization sau này em còn gặp lại một lần nữa là năm 2016 thì có một cái bạn sinh viên ở Santiago tên là Anna Van Der Bosch, thì lúc đó bạn có qua thăm em lúc em đang làm postdoc ở ICT Austria, thì bạn muốn làm về cái bài toán này. Cái điều này cũng hơi đặc biệt bởi vì cái bài toán này là một cái bài toán rất là khó, vậy số người làm được là toàn là các chuyên gia hàng đầu, tất nhiên chỉ trừ một số bọn trẻ, nhưng mà cái đám trẻ thì nó rất là liều mạng cho nên nó cứ làm đặt lại thôi. Thì lúc đó em đề với bạn là làm cái giải bài toán này nhưng mà trong một cái mô hình nó đơn giản hơn, gọi là Thomas Fermi Dirac von Weizsäcker Theory. Tức là trong mô hình này thì mình thay vì xét cái bài toán trong cái phương trình Schrödinger với n biến thì rất là phức tạp, thì mình xét một cái mô hình chỉ phụ thuộc vào cái density của cái hệ electron, tức là một cái hàm trong không gian 3 chiều thuộc là một cái tích phân bằng n. Thì cái kết quả lúc đó trong cái mô hình này là khi mà điểm tích hạt nhân g bằng 0 thì có một bài báo rất là nổi tiếng của Fiancen Lu và Felix Ostor chứng minh được là nếu mà g bằng 0 thì electron chỉ có thể mang hạt nhân chỉ có thể mang tối đa một cái c electron hữu hạn. Thì ngay trường hợp riêng này là chứng minh rất là khó và họ phải sử dụng các công cụ bên geometric measure theory rất là deep. Thì lúc đó tụi em mới nhìn lại cái bài toán và suy nghĩ là bây giờ mình đừng có suy nghĩ phức tạp như vậy, chỉ làm cách kiểu đơn giản thôi. Thì dùng lại cái ý tưởng của em mà chứng minh cái bài lúc trước, thì cái bài lúc trước á là cái chứng minh của ông Deep khi mà n nhỏ hơn 2g plus 1 á, nói nôm na là ông sẽ lấy phương trình Schrödinger, ông nhân cái phương trình đó với một cái hàm đại khái là hàm x và sau đó biến đổi, thì em cải tiến được bằng cách là nhân với hàm x bình phương. Thì bây giờ với cái bài toán này á, thì tụi em nhân một cái hàm khác, kiểu như là một hàm theta function, và cố gắng thay đổi những cái hàm để đạt được quả khác. Thì rất là bất ngờ là tụi em chứng minh được cái quả đó, và tụi em nói rộng được cái quả từ g bằng 0 cho tới g lớn 0 và tương đối nhỏ, và chứng minh ngắn hơn rất là nhiều về chứng minh lúc trước. Thì tụi em viết một cái bài báo và đã lên archive. Thì sau khi bỏ bài báo thì em rất là happy nên tắt vào cây xanh. Thì lúc mà mới đáp tới cái chỗ đi vào cây xanh thì anh Robert Fran ở trong Cates, anh viết email, anh là tao có thấy bài báo mày trên archive và idea thú vị, thì tao nghĩ là có thể dùng cái này vào một cái bài toán khác tên là Liquid Rock Model. Thì nói nôm na là mô hình về cái giọt nước. Thì cái giọt nước nó sẽ có hai cái yếu tố trong hàm năng lượng. Thứ nhất là cái tensor ở trên bề mặt, và thứ hai là cái tương tác ở trong, ở bên trong giọt nước. Thì trong tất cả các sách vật lý họ đều claim là cái giọt nước lúc mà nó ở cái trạng thái cái năng lượng thấp nhất thì nó luôn là một hình cầu, và sau đó khi mà cái thể tích nó đủ lớn thì nó sẽ tách ra làm hai, và họ tính được cái thể tích đó luôn. Thì nói cách khác là nếu mà thể tích nó đủ lớn thì nó sẽ không có minimizer. Thì cái câu hỏi nó hơi tương tự như là cái bài toán ở trong vật lý lúc nãy. Thì lúc đó em thấy rất là bất ngờ, tại vì không ngờ là cái bài toán trong vật lượng tử là có thể ứng dụng trong một bài toán rất là cổ điển như là bài toán cho giọt nước. Thì lúc đó em làm việc với anh Robert Fran, và sau đó thì có thảo luận thêm với giáo sư Rovan Cliff ở UCLA. Thì cuối cùng chứng minh được là trong cái bài toán giọt nước á, nếu mà cái thể tích nó lớn hơn 2 lần cái thể tích critical mà ghi trong textbook á, thì thật sự là sẽ không có minimizer. Và chứng minh cực kỳ ngắn gọn, chỉ có khoảng một vài dòng thôi. Thì sau đó lại rất là thú vị là sau khi finish cái đó xong á, thì tụi em gửi cái bản thảo đó tới bạn Anna Van Der Bosch, là các bạn em cộng tác lúc đầu, thì bạn đã mới nhận ra là cái ý tưởng mà làm cho liquid rock model lại có thể apply lại trong cái bài ionization cho Thomas Fermi Dirac von Weizsäcker theory. Và tụi em có thể remove cái điều kiện là khi mà g lớn nó không đủ nhỏ, tức là làm được cho mọi g luôn. Thì sau đó là dẫn tới một cái son mới. Thì em thấy kỷ niệm này rất thú vị, bởi vì nó nói lên là lúc mà mình nghiên cứu thì không chỉ là ý tưởng từ một mình và có thể trao đổi với các đồng nghiệp, và ý tưởng nó sẽ move offline và có thể dẫn tới những kết quả rất là bất ngờ.
thì đó là câu chuyện thứ nhất. Thì có một câu chuyện khác cũng liên quan là em muốn trở lại cái đề tài luận văn về bộ Globox series. Thì như em kể anh lúc nãy là sau một năm rưỡi thì em mới ngoài cái bài làm được mới đây thì em không có bước tiến nào mới. Thì em mới đọc một số cái bài báo liên quan về cái bài này. Thì lúc đó vô tình em đọc được cái bài báo của anh Inno Lensman, lúc đó đang là Assistant Professor ở Copenhagen, và Matthew Levin, lúc đó là giáo sư ở trường Sergi Pontoise, CNES, Pháp. Thì hai này nghiên cứu về Hadron Collider Bubble Box Theory cho cái Neutron Star. Thì trong cái thì Neutron Star là một cái ngôi sao neutron, mà trong đó là cái particle nó tương tác qua cái luật Newton, tức là trừ 1 chia cho x trừ y. Và cái động năng là không còn là cái phóng tử là phát sinh bình thường của mình, mà nó là đại khái là square root, tại vì họ phải lấy cái tính tương đối vào, và lúc đó là cái ngôi sao nó trở nên rất là lớn. Thì cái bài báo của họ đã chứng minh được nếu mà cái mass của ngôi sao nó không quá lớn, để cho nó chưa đủ đến mức sụp đổ, thì sẽ có một cái minimizer. Và đây là một kết quả rất là khó và chứng minh rất là khéo léo, được nhận đăng trên tạp chí Duke Mass Journal, tạp chí rất là tốt. Nhưng mà lúc em đọc cái đó thì em thấy có một điểm rất là quan trọng, nhưng mà em không hiểu được là tại sao lại suy ra được. Thì em mới cầm lên chạy lên hỏi anh Inno Lensman, thì anh mới phát hiện ra thật ra cái đó chúng mình bị sai, và lỗi sai rất là nghiêm trọng. Và sau đó họ phải work khoảng một vài tháng nữa mới fix được cái lỗi đó, và không nhận fix được cái lỗi và họ chứng minh được một cái quả mạnh hơn rất là nhiều, bởi vì họ phải hoàn toàn dẫn tới một chứng minh khác. Thì cái đó nó dẫn tới một cái cơ duyên là anh Matthew Levin sau đó mời em đi qua Pháp để làm việc trong 6 tháng, trong lúc em còn đang còn là sinh viên ở Copenhagen. Và sau đó thì anh nhận hướng dẫn em sau để làm postdoc. Thì cái thời gian làm postdoc với anh Matthew Levin là thời gian mà em có nhiều kết quả rất là quan trọng. Và trong cái năm đầu tiên thì anh Matthew, thật ra Matthew lúc trước là postdoc của thầy em ở bên Đan Mạch, cho nên nói chung là em có thể tiếp tục làm cái bài toán mà em đang làm. Thì với sự giúp sức của anh thì em cố gắng hoàn tất cái bài toán mà giáo sư đã đề ra lúc trước. Và cũng như anh Matthew mà em là cái duyên làm việc với cô Silvia Servetti, cô là advisor của anh Lưu Văn Nẩm. Và lúc đó thì cô là một giáo sư rất là nổi tiếng, và anh nhân được làm việc là một cái vinh dự của mình. Mà em nhớ là lúc mà gặp cô lần đầu, cô nói là cô biết hai người Việt Nam là anh Lê Văn Nẩm và anh Nguyễn Hoài Minh đều là những người rất là xuất sắc, cho nên cô cũng có cảm tình nhất định với lại giáo Việt Nam. thì sau cái lần gặp ở đó thì em biết là bài báo và hoàn tất được cái bộ Global Theory, tức là cái bài toán mà giáo sư giao ra lúc đầu, nói chung trễ hơn cái thời hạn trong khoảng vài năm. Nhưng mà cái đó là kết quả mà em rất là ưng ý, bởi vì nó mở ra nhiều cái hướng nghiên cứu mà có thể làm tiếp sau này. Cảm ơn em. Không, tức là anh rất rất thích cái quá trình mà em đi rồi em dùng cái ý tưởng của em kết hợp với những ý tưởng của người khác, và nó giúp cho mọi thứ nó được nâng lên và lại giải quyết được những vấn đề nó không ngờ, ví dụ như là về cái mô hình giọt nước, nó rất là tuyệt vời. Thì cho anh hỏi tiếp là thì vừa rồi em được một cái giải thưởng của Hội Toán học Châu Âu năm 2020, thì đây là một thành tựu lớn. Em có thể chia sẻ với mọi người về tiêu chí và về ban tuyển chọn của giải thưởng năm 2020 này được không? Mà thật ra là lúc em nhận giải thưởng này thì cũng hơi bất ngờ, tại vì những người mà em biết là giải thưởng đều cực kỳ xuất sắc. Thì cái giải thưởng này theo thông tin chính thức thì giải thưởng sẽ được trao 4 năm một lần tại các kỳ đại hội toán ở châu Âu, và mỗi lần thì họ trao không quá 10 người, thì khoảng không quá 35 tuổi. Vậy tiêu chí là hoặc là có quốc tịch châu Âu hoặc là đang làm việc ở châu Âu. Về cách tuyển chọn thì khoảng một năm trước cái kỳ đại hội thì họ sẽ kêu gọi mọi người gửi các đề cử, và bất cứ ai mọi người gửi đề cử hết, thì sau đó họ sẽ có một cái hội đồng tuyển chọn. Thì cái hội đồng tuyển chọn năm nay gồm khoảng 13 người, chair bởi giáo sư Martin Brisson ở Đại học Oxford. Thì vì đại hội sang năm mới tổ chức cho nên họ chưa công bố cái citation của các giải thưởng, thì em cũng không biết chính xác là họ sẽ sai mình như thế nào. Nhưng mà em đoán là
có thể em được trao giải bởi một cái số đóng góp trong lý thuyết toán học của cái hệ lượng tử nhiêu hạt. Thì trong khoảng 10 năm qua, em tập trung làm trong ba bài toán mở trong lĩnh vực này. Thứ nhất là bài toán ion hóa, là bài toán em giải thức em có nói lúc nãy. Thứ hai là giả thuyết glycerin. Cái đây là một cái bất thức nó tổng quát hơn bất thức Sobolev và nó hoạt động được cho hệ nhiêu hạt. Thứ ba là chứng minh cái trạng thái ngưng tụ cho khí Bose ở nhiệt độ thấp. Thì thật ra em chưa giải quyết được hoàn tất bất cứ bài nào trong số đó, nhưng mà đã làm được một số cái bước tiến mới trong trong cả ba hướng. Thì em nghĩ có thể là trao giải trên dựa trên là một số đóng góp toàn thể trong lĩnh vực chứ không phải là một cái công trình cụ thể. Cảm ơn em. Tất nhiên là mọi người sẽ chờ để xem là Hội Toán học châu Âu họ sẽ nói gì về các công trình của em, nhưng mà dĩ nhiên là giải thưởng thì nó đã có ở đó rồi. Thì em làm nghiên cứu về giải tích và vật lý toán, dĩ nhiên em đã nói rất nhiều từ đầu rồi, nhưng mà em có thể giải thích thêm một chút tổng quan về ngành vật lý toán cho các bạn học sinh cấp 3 cũng như các bạn sinh viên đại học có thể hiểu một cách tổng quan và nhìn thấy những cái bước đi của nó được không? Dạ, nói chung là ngành vật lý toán là một ngành rất là rộng, và nói nôm na là mình sẽ sử dụng các phương pháp toán để giải quyết các bài toán trong vật lý. Thì sử dụng phương pháp toán nó có hai nghĩa. Thứ nhất là mình sẽ ứng dụng một số cái định lý hay là công thức gì đó trong toán và ứng dụng trực tiếp vào bài toán trong vật lý. Nhưng mà nghĩa thứ hai rộng hơn, tức là mình phải phát triển những cái công cụ toán để giải quyết bài toán trong vật lý. Thì cái nghĩa thứ hai nó rất quan trọng, bởi vì theo cái nghĩa này thì vật lý là một cái nguồn rất là hay để mình phát triển những cái ý toán mới, và nhiều khi bằng cách giải một cái bài toán trong vật lý là mình có thể phát triển cả một lý thuyết toán học về sau và có thể áp dụng trong nhiều bài toán khác nữa. Thì nói cụ thể về vật lý toán thì như em nói là nó rất là rộng, bởi vì ngay vật lý cũng bao gồm rất là nhiều nhánh, trong vật lý cổ điển tới vật lý lượng tử, rồi gần đây là vật lý lượng tử và cả kẻ lý thuyết tương đối nữa. Thì, về toán thì nó liên quan tới một số thứ như là giả tích hàm, hoặc là lý thuyết phổ, variational calculus, và phép tính biến phân, hoặc là giả tích Fourier, potential theory. Nói chung nó liên quan rất là nhiều bên giải tích. Và ngoài ra nếu mà đi về hướng lý thuyết dây, string theory, thì cần rất là nhiều kiến thức về đại số, về cả hình học đại số. Thì ở đây em chỉ nói về bên giải tích là cái mà em biết nhiều hơn. Thì riêng tiếng Anh của em thì em nghiên cứu về vật lý lượng tử và đặc biệt là các hệ lớn, những hệ nhiêu hạt. Thì cái bài toán trọng tâm ở đây là từ những cái gọi là tiên đề trong cao lượng tử thì tất cả đều có thể giải được bằng cách là giải phương trình Schrödinger. Thì cái vấn đề phương trình Schrödinger nó rất là dễ để viết ra, bởi vì nó là linear, tức là phương trình tuyến tính. Nhưng mà vấn đề chính ở đây là nó là phương trình tuyến tính mà trên số chiều rất là lớn, bởi vì có rất là nhiều biến. Chẳng hạn như các bài toán ở cấp nguyên tử phân tử thì số lượng hạt thường là khoảng 10 tới 100, trong đó mỗi hạt phải sống trong không gian 3 chiều. Các bài toán trong khí gas thì các hạt thường là khoảng 1 vạn tới 1 triệu. Còn các bài toán mà trong ngôi sao thì có thể là 10 mũ rất là lớn. Thì và với cái mức độ giải quyết của máy tính hiện nay á, thì chỉ khoảng n bằng 10 thì đã là không thể nào giải quyết được bằng numeric. Thì do đó mình phải dùng toán để mình có thể nói một số điều về cái hệ đó, đặc biệt là khi n lớn. Thì cái cách mọi người thường làm là sẽ phát triển một số lý thuyết sắp xỉ, tức là mình thay cái bài toán tuyến tính với chiều cao bằng bài toán phi tuyến với chiều thấp. Thì mới nghe thì bài toán phi tuyến có vẻ khó hơn, nhưng mà thực tế là phi tuyến nhưng mà cái chiều nó đủ thấp thì nhiều khi mình có thể giải được, và thậm chí nếu mình không thể phân tích được bằng toán thì có thể đưa vào máy tính. Thì phần lớn tất cả các giải tích số mình nhận được từ cặp phần tử, ngay cả các tính toán về bảng tuần hoàn hóa học chẳng hạn, thì tất cả mọi người đều không giải quyết trực tiếp từ phương trình Schrödinger và dựa trên các phương pháp sắp xỉ. Thì cái ngành của em là muốn
thật sự là chứng minh là cái phương pháp xác thị nó là chính xác, tức là theo cái nghĩa nào và tốt ở đâu, thì mình phải mắc connection từ cái luật cơ bản cho tới cái gọi là effective model, tức là cái luật sắp xảy. Thì cái cách thông thường khi mà để anh kiểm chứng một cái lý thuyết sắp xảy là đúng đó, là căn bản trong vật lý là anh đo nó thôi. Thì đây là một cái ngành rất quan trọng trong vật lý thực nghiệm, và thực tế là nhiều kiến thức, nhiều cái kết quả sau khi mà được tính ra bằng toán và được thực nghiệm kiểm chứng là đưa tới rất nhiều giải giải Nobel Prize trong vật lý. Cái ngành, cái hướng của em thì ngược lại, tại vì mình sẽ cố gắng chứng minh nó với, tức là chứng minh cái mô đồ tuyến tính, hội tụ và mô đồ phi tuyến bằng kiến thức về toán học. Thì cái này về mặt vật lý có thể nó không có ứng dụng trực tiếp, bởi vì người ta sẽ thích hơn nếu mà anh có thể kiểm tra trực tiếp được bằng thực nghiệm. Nhưng mà trong một số cách nhìn khác á, thì thật ra mình khoa học phần tử rất là khó hiểu, và mình không thể nào có thể dùng các cảm giác hàng ngày của mình để tiên đoán cái gì xảy ra trong học phần tử. Cho nên nếu mình thực sự có thể kiểm tra bằng toán thì đó là một cái minh chứng rất là quan trọng. Và cái hướng này là đã được rất nhiều nhà toán học theo đuổi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều cái bài toán mở. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn Nam. Bây giờ cho anh hỏi một câu nó sâu hơn một chút về chuyên môn. Thì Nam có thể chia sẻ cho mọi người biết một hai ý tưởng mà Nam đã phát minh, tìm ra trong quá trình Nam làm nghiên cứu được không? Và những cái ý tưởng này nó đã ảnh hưởng thế nào đến cái ngành mà Nam làm nghiên cứu? Dạ, em cảm ơn anh Hân. Thì như em nói là trong cái lĩnh vực của em là nó dựa trên rất là nhiều ngành về toán và rất là nhiều đánh giá bất đồng thức. Thì nhưng mà ở đây là em không có phương tiện IBAT hay gì đã để thảo luận chi tiết và những cái đánh giá, thì em chỉ nói ý tưởng là mức rất là căn bản. Thì có một ý tưởng chung mà em rất là thích, đó là khi mà mình không làm được một cái bài toán cụ thể thì mình hãy cố gắng giải quyết bài toán tổng quát. Thì thật ra đây cũng không phải là một cái ý tưởng mới, nhưng mà nhờ nó là em đã có được một số thứ mà tương đối là có ảnh hưởng ở trong ngành. Em sẽ trình bày cụ thể hơn. Một cái bài toán mà em theo đuổi rất là lâu đó là chứng minh cái trạng thái ngưng tụ của Bose-Einstein. Đây là cái trạng thái mà lúc mà mình làm cho các hạt đông lạnh ở nhiệt độ rất là thấp thì rất là nhiều hạt sẽ chiếm cùng một cái trạng thái lượng tử. Cái trạng thái đặc biệt này được phát hiện ra năm 1923. Là ông Bose, ông viết một cái thư tới Einstein. Ông giải thích là có một cái loại hạt với một cái thống kê vật lý nó sẽ thỏa mãn tính chất đó. Thì loại hạt này bây giờ được gọi là bosons, là đặt tên theo tên của ông Bose. Thì trong vũ trụ thì đại khái là cả hai loại hạt, một là boson, loại còn lại là fermions. Cái loại fermions thì nó tuân theo cái nguyên lý loại trừ Pauli, tức là không có hai hạt nào mà chiếm cùng một cái vị trí lượng tử. Thì nếu mà mình nhớ là cái chương trình hóa học lớp 10 á, thì nguyên lý loại trừ Pauli tôi nói là không có hai electron nào mà không có quá hai electron mà chiếm cùng một cái orbital trong nguyên tử, thì nó tương tự như vậy. Thì chẳng hạn electron là fermions và boson và photon là boson. Thì về mặt toán học á, thì boson nó sẽ liên quan tới các hàm sóng mà có tính đối xứng, tức là nếu mình thay đổi vị trí của hai cái hạt điện tích thì cái hàm sóng nó sẽ giữ nguyên, trong khi fermion thì nó liên quan tới cái hàm sóng phản đối xứng, tức là nếu mình thay đổi vị trí của hai hạt thì cái hàm sóng nó sẽ đổi dấu thành dấu trừ. Thì trở lại với lá thư của ông Bose, thì Einstein cảm thấy rất là hứng thú, thì ông gửi lá thư của ông Bose tới để công bố trên một tạp chí rất là uy tín, và đồng thời tự mình viết thêm một cái bài báo khác để củng cố thêm các tính toán. Thì các công trình của Bose và Einstein đã chứng minh được cái tình trạng ngưng tụ cho boson đối với cái lý tưởng, tức là không có tương tác. Thì trong các ứng dụng thực tế về vật lý thì tất nhiên là các hạt nó phải tương tác, cho dù tương tác yếu ý nữa, cho nên chứng minh cái sự ngưng tụ Bose-Einstein cho các hạt tương tác là trở nên một cái toán rất quan trọng. Đặc biệt là từ năm 1995, là khi mà các kỹ thuật làm lạnh bằng laser nó cho phép mọi người thực sự tạo ra được cái tình trạng ngưng tụ Bose-Einstein trong phòng thí nghiệm,
Thì điều này dẫn tới là mọi người có thể quan sát được rất là nhiều hiện tượng lượng tử mà bằng mắt thường, chẳng hạn như là hiện tượng siêu lỏng, tức là hiện tượng mà nếu anh bỏ một cái giọt nước trong một cái Bose Einstein condensate thì giọt nước sẽ di chuyển mà không bị bất cứ cái mai sáng nào hết. Thì cái hiện tượng, cái thí nghiệm mà tìm ra cái Bose Einstein condensation, sau đây em gọi là BEC cho nó ngắn, thì dẫn tới giải Nobel vật lý năm 2001 của Cornell, Kelleher và Winman. Thì từ đó là cái bài toán chứng minh cái sự ngưng tụ Bose Einstein trở thành chủ đề rất là thịnh hành trong vật lý hiện đại. Mọi người thường nói vui là hot topic in cold gases, tức là chủ đề nóng mà đối với khí lạnh. Thì cái điều thú vị là cái, trong cái hiện tượng mà BEC, tức là nhiều hạt chiếm có một trạng thái lượng tử, thì cái hiện tượng này mình có thể quan sát trong một số cái hệ khác, không phải là khí gas, chẳng như là trong cấp độ nguyên tử hoặc là ở cấp độ rất lớn như các ngôi sao. Và đối với những cái hệ cụ thể như vậy thì dựa vào từng cái tương tác cụ thể thì một số nhà khoa học đã chứng minh được là thực sự là cái hiện tượng như vậy. Nhưng mà cái bài toán đang quan tâm ở đây là đưa ra một chứng minh tổng quát và không phụ thuộc vào cái tương tác. Thì năm 2013, cùng với Matthew Levine, lúc đó là advisor postdoc của em, và Nicolas Rocheri, lúc đó là cũng là postdoc của Matthew, thì nhóm của em nghiên cứu cái bài toán tổng quát này. Và cái ý tưởng là lúc này mình không có giả sử bất cứ thứ gì về cái hàm tương tác hết, thì cái dự kiện duy nhất mình biết được là tính đối xứng của cái hàm sóng. Thì lúc mới nghe thì nó hơi điên rồ, tại vì mình đang muốn giải bài toán mà mình lại bỏ bớt cái dự kiện, nhưng mà thực tế nó lại đưa tới một kết quả rất là tốt. Theo nghĩa là bằng cách quên đi cái tính chất của tương tác thì em phải chú trọng hơn về cái hàm sóng. Và cái việc chứng minh được cái trạng thái ngưng tụ của Bose Einstein thì nó liên quan tới việc chứng minh được là cái hàm sóng có thể viết được bằng một cái dạng tổ hợp lồi của các một loại hàm đặc biệt gọi là tích tensor hay là Hadron state, tức là đó là trạng thái mà anh thực sự đặt tất cả các hạt vào cùng một trạng thái, anh chỉ lấy tensor là thôi. Thì cái cách nhìn này nó đưa tới một cái mối liên quan trong lý thuyết xác suất. Thì các Hadron state, tức là anh đặt kẻ n hạt vào cùng một trạng thái trong học lượng tử, thì anh có thể hiểu tương tự như là các biến ngẫu nhiên IID, independent and identically distributed trong lý thuyết xác suất. Thì trong những năm 1920 tới 30 thì có một kết quả rất là đẹp của DFINITY. Ông chứng minh được là trong lý thuyết xác suất, nếu anh có một dãy các biến ngẫu nhiên và có tính chất là exchangeable, tức là nếu anh bóc ra n biến ngẫu nhiên bất kỳ, anh tính zone probability distribution thì kết quả nó sẽ như nhau độc lập với cách anh lấy các biến. Thì nó tương tự như là tính đối xứng của các hàm boson. Thì ông chứng minh được là trong tình trạng đó là các dãy các biến ngẫu nhiên của anh sẽ được viết thành cái dạng là tổ hợp lồi của các biến ngẫu nhiên IID. Thì đó là kết quả trong lý thuyết xác suất. Thì nhóm của em mới phát hiện ra là thật ra là có một số kết quả tương tự trong cặp lượng tử và thường được gọi là quantum definity theorem, tức là định lý definity mà dạng lượng tử. Thì các kết quả này thật ra rất là well known, rất là sử dụng rộng rãi trong lý thuyết thông tin lượng tử, quantum information theory. Nhưng mà trong cái ứng dụng trong Bose gas thì rất là ít người thực sự là chú ý. Và đó cái ý tưởng tự nhiên của tụi em là mình sẽ cố gắng phát triển cái định lý này để apply, để ứng dụng trong cái bài toán về chứng minh BEC. Cái điểm quan trọng mà khác biệt ở đây là khi mà anh đi từ khoa học cổ điển hay là lý thuyết xác suất qua khoa học lượng tử thì các biến số, các toán tử trong khoa học lượng tử nó không giao hoán với nhau. Và đó để control cái tính không giao hoán thì anh chỉ có thể làm là derive được cái định lý definity trong chiều hữu hạn thôi. Còn các bài toán mà em đang làm đây là cái chiều vô hạn. Thì nếu mà làm được thì thông thường mọi người phải giả sử một cái tính compact nào đó bài toán anh có thể giảm xuống chiều hữu hạn. Nhưng mà ở đây là em không muốn giả sử cái đó. Thì cái đóng góp mới của nhóm em là chứng minh được một cái định lý definity cho chiều vô hạn, nhưng mà không cần phải giả sử tính compact. Thì bởi vì nếu mà không có tính compact thì một số hạt có thể gọi là escape to infinity, có thể chạy về vô cùng. Thì bởi vì
cái điều đó thì nó tương đối là phức tạp, nhưng mà mình có thể giải quyết bằng về mặt toán học bằng cách là mình thay cái hội tụ mạnh bằng hội tụ yếu. Thì anh biết là khi mà mình có hội tụ yếu thì một số hạt nó sẽ chạy về infinity không thành vấn đề, và mình chỉ quan tâm đến những hạt nào nó còn sót lại thôi. Thì cái định lý này gọi là định lý definity giảm yếu, bởi vì nó liên quan tới hội tụ yếu, nhưng mà thực ra là nó mạnh hơn cái định lý definity mạnh. Bởi vì mình biết là nếu mà chứng minh được cái giảm yếu rồi thì mỗi lần anh apply nó vào không gian chiều hữu hạn thì đương nhiên anh suy ra được cái định lý hội tụ mạnh, vì ở không gian vô hạn chiều thì tất cả các sự hội tụ là như nhau. Thì bằng cách mà sử dụng định lý definity yếu này thì nhóm em lại chứng minh được cho một cái lý thuyết Minkowski approximation cho một lớp rất là rộng các hệ boson cho tương tác từ nguyên tử cho tới khí gas cho tới ngôi sao, và nói riêng là chứng minh được cái bài toán ở trong khí gas và với nhiệt độ thấp, ít nhất là với nhiệt độ zero, tức là ground state. Thì sau này cái kết quả này thì có điểm thú vị của nó, nhưng mà cái điểm thú vị hơn là cái tool mà tụi em phát triển để chứng minh nó, tức là cái quick definity theorem. Và bởi vì nó rất là tổng quát cho nên được sử dụng rất là nhiều. Chẳng hạn như là mọi người sử dụng nó để nghiên cứu cái evolution của Schrödinger equation. Bởi vì khi mà anh remove cái external potential thì cái quantum dynamics nó có thể involve rất là crazy và không còn tính compact nữa, thì lúc đó cái bài toán cái định lý và hội tụ yếu nó sẽ rất là tác dụng. Thì trước đây cái việc derive được cái phương trình Gravitsky equation hay là nonlinear Schrödinger equation time dependent từ cái phương trình Schrödinger thì được chứng minh bởi nhóm ba nhà toán học là Eddos, Slide và Yao. Họ viết một series rất là nổi tiếng, và để chứng minh thì họ làm như thế này. Tức là đầu tiên họ xét cái gọi là reduced density matrix của cái hàm sóng, tức là giống như một dạng marginal khi mà mình làm trong các biến ngẫu nhiên. Tức là họ sẽ lấy tích phân tất cả các biến chỉ ngoại trừ một số ít biến mà họ đang quan tâm thôi. Thì sau đó khi họ pass qua limit thì họ sẽ nhận được một cái dãy vô hạn cho phương trình gọi là BBZKY hierarchy, và cuối cùng họ sẽ chứng minh là cái dãy vô hạn của phương trình này cả duy nhất một nghiệm và được trao bởi Hadron state. Thì cái bước khó nhất là chứng minh tính duy nhất, và họ phải sử dụng tích phân đường Feynman và rất phức tạp. Nhưng mà sau đó thì với cái kỹ thuật mới dùng quick infinity thì nó giúp đơn giản hóa cái vấn đề này rất nhiều. Và đây là một trong những bài báo được trích dẫn thuộc loại nhiều nhất của em. Thì tới từ cái ý tưởng cũng tương đối đơn giản, tức là khi mà một chuyện nó đúng trong rất nhiều trường hợp thì mình nên tin là nó sẽ đúng trong rất phần quát, và khi mình quên bớt một số thông tin thì mình sẽ có thể tập trung vào một số thông tin còn lại và có thể nghĩ được cái gì đó. Thì em xin nói là một cái ví dụ khác, nó sẽ ngắn gọn hơn, đó là liên quan tới cái bài toán ngưng tụ BC. Thì cái giả thuyết lớn nhất trong vật lý là trong lĩnh vực này là gọi là hiện tượng chuyển pha, là phase transition. Tức là ở dưới cái nhiệt độ critical thì anh sẽ có hiện tượng ngưng tụ, và trên nhiệt độ critical thì anh sẽ không có. Thì trước giờ tất cả các kết quả được để chứng minh thì phần lớn là tại nhiệt độ rất là thấp, là nhiệt độ zero, hoặc là thấp hơn rất là nhiều về nhiệt độ critical. Thì ngay bay trước tụi em đang cũng chỉ là nhiệt độ zero thôi. Thì gần đây từ năm 2015 nhóm của em với Matthew Levin và Nicholas Rogeri, thì nhóm em tiếp tục nghiên cứu cái vấn đề này mà với nhiệt độ cao hơn nhiệt độ critical, và cố gắng chứng minh là sẽ không có trường hợp BC. Thì đây là một trong những bài báo mà khó nhất em từng viết, tại vì nó tốn ít nhất là phải 5 năm đây mới hoàn tất được. Thì với cái sự trợ giúp của định lý definity lúc trước thì mình biết được là nếu mà có thể chuyển bài toán về không gian thủ hàng chiều thì mọi chuyện nó sẽ tương đối ok. Thì vấn đề là giờ làm sao mình cắt được cái chiều xuống. Thì để cắt được cái chiều mình cần một số đánh giá tư nghiệm, nên nó phải đủ mạnh. Thì nói nôm na cái đánh giá tư nghiệm của em cần là lấy một cái toán tự A liên quan tới bài toán, và em cần đánh giá được cái variance của A khi mà ở số chiều, khi mà cái động năng nó lớn. Thì cái variance là cái kỳ vọng của A phương.
cái vấn đề khó ở đây là tận dụng tất cả những bản thức đã biết và một số bản thức mới về entropy thì mình chỉ có thể chứng minh được là cái kỳ vọng của A là đúng như không. Nhưng mà câu hỏi là làm sao để suy ra được cái sự nhỏ của kỳ vọng của A mà anh đánh giá được kỳ vọng của A anh Phương? Tức là nếu mà anh dùng Cauchy chart inequality thì bình thường là nếu anh biết được chặng trên của kỳ vọng A anh Phương thì anh sẽ đánh giá được kỳ vọng của A. Nhưng mà do làm sao để mình làm ngược lại thì một lần nữa cái việc mà nhìn bức tranh lớn hơn một tí thì nó sẽ lại giúp ích ở đây. Tức là bây giờ thay vì đánh giá kỳ vọng của A anh Phương trong cái trạng thái lượng tử mình đang xét thì em sẽ cố gắng đánh giá kỳ vọng của A anh Phương trong một lớp các trạng thái lượng tử rộng hơn. Nói chính xác là trạng thái lượng tử đang xét cộng với một số nhiễu và cái nhiễu đó liên quan đến cái toán tử A. Thì mới nghĩ nó hơi crazy, tự nhiên bài toán này các vị còn khó hơn bài toán ban đầu vì tổng quát hơn. Nhưng mà cái điểm hay là khi em xét cái bài toán rộng hơn thì cái kỳ vọng của A anh Phương trên cái lớp mà trạng thái nhiễu có thể viết được thành đạo hàm của cái kỳ vọng của A đối với cái trạng thái nhiễu đó. Thì sau đó em lại có thể sử dụng cái kết quả mà đánh giá với kỳ vọng của A lúc trước, tất nhiên phải mở rộng cho trạng thái nhiễu, nhưng mà bước đó nó không quá phức tạp. Thì em có thể nhận được cái đánh giá em mong muốn đối với là kỳ vọng của A anh Phương. Thì em nghĩ cái ý tưởng thì nó rất là đơn giản, nhưng mà nó lại rất là hữu ích trong một số đánh giá căn bản. Mà nếu mà chỉ bình thường mình chỉ chú trọng trong bài toán mình đang muốn giải thì có khi mình lại không giải được, trong khi mình nghĩ nó một cách rộng hơn một tí thì nó lại đưa tới một số cái ý mới hữu ích. Thì để kết thúc thì em muốn đưa ra một cái ví dụ có thể là dễ hiểu hơn. Tức là chẳng hạn như làm cách nào để mình hình dung được cái không gian 10 chiều trong vật lý toán. Nếu mà anh làm về string theory chẳng hạn thì mọi người tin tưởng là có thể mô tả vũ trụ qua 10 chiều, có khi là 11 chiều hoặc nhiều hơn 26 chiều. Thì bởi vì chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều cho nên tưởng tượng được không gian 10 chiều là nó không phải là vấn đề đơn giản. Nhưng mà đối với cái nhà toán học thì nó cũng không quá phức tạp khi mình có thể tiếp cận thế này. Tức là tưởng tượng mình làm việc với không gian inner chiều và bằng cách là xét inner bằng 1, 2, 3 thì mình có thể hình dung inner nó sẽ hoạt động như thế nào. Sau đó mình chạy nó bằng 10 thì mình sẽ biết được là giảm 10 chiều. Thì cái cách này rất là trừu tượng, nhưng mà đây là sức mạnh của tư duy trừu tượng. Bởi vì đôi khi là từ một cái vấn đề chung mình đi tới vấn đề riêng rồi sau đó mình lại quay lại vấn đề chung mà một cái chung mà lớn hơn cái chung ban đầu. Thì nói về số chiều không gian thì em muốn quay lại cái câu chuyện lúc nãy là cái vật lý học hiện tại và cái duy thức học trong Phật giáo nó hơi có liên quan ở đây. Tức là trong cả hai trường phái này thì họ đều tin tưởng là cái thực tại hiện tại nó có nhiều chiều hơn là cái không gian 3 chiều của chúng ta. Và trong Phật giáo thì thường là để hiểu được cái thực tại thì con người cần phải đạt được một trạng thái đặc biệt về tinh thần và phải đạt được thông qua thiền định. Nhưng mà ở đây mình đang làm khoa học thì mình sử dụng phương pháp hoàn toàn khác. Tức là với toán học nó có thể cho phép mình quên đi cái môi trường đang sống là trong 3 chiều và đẩy mình lên một số chiều cao hơn. Thì đối với em đó là một cái sự lãng mạn rất là cao cấp. Và thậm chí là trong văn chương thì em cũng hiếm khi thấy nhà thơ nào mà sống được trong không gian vô hạn chiều. Cảm ơn em. Cái thông điệp có thể dành cho các bạn trẻ hoặc là các bạn đang muốn làm toán nó cũng khá là đơn giản, đó là đôi lúc các bạn không nên nhìn vấn đề nó quá hẹp đi mà nên nhìn một bức tranh tổng quát hơn. Và giống như em nói là cái này là một trong những công cụ và ý tưởng của khá nhiều nhà toán học cũng như khá nhiều nhà toán học. Rất cảm ơn em có buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chúc em và gia đình bình an qua mùa Covid này. Dạ, em cảm ơn anh Thân. Chúc mọi người bình an. Cảm ơn em.